đã xử lý xong rồi. Tiêu hủy toàn bộ. Đó. Khoảng nửa năm trời, quá trình nghiêm cấm thuốc phiện trong thành Quảng Châu vẫn đang được tiến hành. Các vị vất vả rồi. Đại Thanh ta mấy chục năm nay bị người phương Tây hạ hiếp dẫm đạp. Dạng tuổi già, lệnh cho đề đốc đại nhân noi theo Lâm Tắc Từ bỏ thuốc, phải gọi là sửa dở thành hay. Thuốc phiện tàn hại bách tính, có trăm tác hại không một lợi ích. Ta vì dân cấm thuốc phiện không thể thoái thác. Chỉ là thương đâm thẳng dễ né, tên bắn lén khó phòng. Mấy tên tiểu nhân này e là không ngồi yên được nữa. Đề đốc đại nhân, ngài tuyệt đối cứ yên tâm. Tô mỗ nhân ta cũng chẳng phải là kẻ tham sống sợ chết. Đời này hy sinh vì chuyện này, không chút hối tiếc. Nào. Đa tạ tráng sĩ tương cứu. Tô đại nhân không cần khách khí. Xin hỏi tôn tính đại danh của tráng sĩ? Lão phu Lưu Cương. Nói đến đây, lệnh lang còn là bạn nhậu của lão đó. Cái gì? Địch tử Tô Sáng đó của ta sao?
hay. Đẹp đẹp lắm, Như Ngọc cô nương quả nhiên là tài mạo song toàn, khuynh nước khuynh thành. Chút tâm ý nhỏ, mong cô nương đừng chê cười. Ôi trời ơi, Dương gia quả là rộng lượng hào phóng quá đi. Chỉ là Như Ngọc cô nương quấy trước giờ chỉ bán nghệ không bán thân. Người mà bổn Dương muốn cũng chưa có ai dám nói không. Ô, con khảo cẩu, con không dám chặn đường. Trời đất ơi, Tôn Thái công tử, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp cậu đó. Cô sáng ta nói lời giữ lời, chuyện đã đáp ứng với Như Ngọc cô nương thì nhất định sẽ đến. Tiểu tử thối, ngươi chắc biết vị này là ai chứ? Muốn cắn ta sao? Tô sáng ta đánh chó còn phải xem chủ sao hả? Đây là Vương gia nhà chúng ta, biết rồi thì sao còn chưa cút đi? Vương gia, ngài thật là biết hưởng thú thanh nhàn đó ha. Biết đến lầu Túy Hoa này vui vẻ với dân. Lão sược. Hiện tại đi. Đi sao? Thử lại nào. Quỳnh đó vẫn cứ làm bừa như vậy. Người ta là Vương gia đó. Vương gia thì sao nào? Có ai mà Tô Sáng ta không dám đụng chứ. Mũi nói ta làm bừa, vậy ta làm bừa cho mũi xem. Đáng ghét. Đây là... Đây là thứ mà mẹ ta đã để lại cho ta đó. Nói là phải trao lại cho người con dâu sau này. Có muốn không? Tự xem đi. Tô gia chúng ta trước giờ tính tình thuần lương, khác tận chức thủ, bây giờ sao lại sinh ra đứa con bất hiếu như con vậy? Con biết là con đã làm mất mặt Tô gia, con không thi đỗ công danh, làm rạng rỡ tổ tông, đây còn không phải chính là nhân sinh của con sao? Y phụ vẫn chưa từng bắt con học thức uyên bác, chỉ yêu cầu con đi thi võ khoa. Sau này nếu được phước hiếu trung về nước, cũng có thể làm tăng thêm vẻ vang cho Tô gia chúng ta. Năm đó cha tài giỏi thi đỗ cử nhân, cũng không bảo vệ được mẹ và ngoại tổ của con đó sao? Cha bây giờ đã làm đề đốc, sao linh vị của mẹ con vẫn còn ở nghĩa trang vậy? Con. Con thật sự không biết người mà con đã đắc tội là ai sao? Chỉ một vương gia hèn mọn, sao con phải sợ hắn chứ? Phe phái tạc đà, bọn chúng cấu kết với người ngoài nước, bán tháo thuốc phiện hại dân nước ta. Chúng trước giờ luôn coi cha như cái gai trong mắt mình, bây giờ con lại gây sự với chúng, vì phụ thật sự rất lo lắng. Không phải cha thường nói là quốc có quốc pháp, gia có gia quy sao? Sao nào, vương pháp không trị được hắn sao? Như vậy thì con thi khoa cử có tác dụng gì? Di phụ cẩn thận cẩn trọng đã nắm được phần lớn chứng cứ phạm tội của bọn chúng. Đợi đến ngày lên kinh sẽ bẩm rõ với Dạng Tuế gia. Từ đó sẽ khiến bọn chúng tự ăn trái đắng. Dừng tay à? Dương gia bất giận. Tô Quý, Tô Sáng, bổn vương nhất định sẽ khiến hai cha con ông thân bại danh liệt. Vương gia bất giận, đừng để cha con Tô Quý phá hỏng nhã hứng của ngài. Phiên phiên. Nào vương gia. Thank you.
Hay, ảo thuật của Phiên Phiên quả nhiên lợi hại, khiến cho bổn vương đây có được khoái cảm ngây ngất. Đại nhân, ngài đây là... Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tô mổ nhân ta, Bạc Phúc, chỉ có một đứa con trai Tô Sáng. Ta không cần nó được làm quan hanh thông, chỉ mong nó làm đến nơi đến chốn, có một ngày thành thạo, đừng có đem thời gian lãng phí ở đời khói qua này. Đại đốc đại nhân dụng tâm lương khổ, nhưng mà giữa tiểu nữ với Tô Sáng quen biết nhiều năm, chúng tiểu nữ tính tình hợp nhau, chưa từng thất lễ. Bây giờ đại đốc đại nhân lại dùng những lễ vật này để mua chuộc tiểu nữ, e là đã nhầm người rồi. Đại đốc đại nhân, mời ngài về đi. Mẹ à, không phải là con không muốn học hành đàng hoàng, đỗ đạt công danh, làm rạng danh cho tổ tông Tô gia, nhưng con trai vừa cầm sách lên thôi á, đã nhớ đến mẹ và cả nhà ngoại tổ rồi. Mẹ à, con trai nhớ mẹ quá. Sư phụ à, người à, sư phụ, sao người lại không biết thương qua tiết cọc một hạ tử như con chứ? Ngươi còn biết đau à, hả? Không phải chứ, vừa mới bị cha đánh một trận, giờ tới sư phụ nữa. Đáng đời tên tiểu tử thối nhà ngươi, ha? Cha ngươi may là chưa bị ám sát đó. Ngươi xem, ngươi ăn chơi đàng đúng như vậy. Nè, người cứu cha con sao? Chứ ngươi nghĩ sao? Rượu cũng ngon lắm. Phiên Phiên, hôm nay á, thiệt thòi cho cô. Không sao đâu, tiểu bản tiên sinh. Ta chỉ là cảm thấy con người của Thạc Đà này kiêu ngạo độc đoán, tham tài háo sắc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e dây cà ra dây muốn. Ta chính là vì đã nhìn trúng những đặc điểm này của hắn mới chọn hắn. Thạc Đà của hiện tại, bằng cách vơ vét thuốc phiện mà đã bị nghiện rồi. Cô cũng biết đó, những người của đại thần Tô Quý kia cấm thuốc, nên vẫn cần người như Thạc Đà đi dẹp yên. Chỉ là mấy ngày gần đây vất vả cho cô rồi. Chỉ cần có thể đạt được mục đích của chúng ta, tất cả đều cảm thấy xứng đáng. Quên xem có dừa không? Của muội may là dừa hết. Sao vậy? À Sáng, vợ công huynh giỏi như vậy, có từng nghĩ đến sẽ thi võ cử không? Sao đến muội cũng nói chuyện này với ta rồi chứ? Huynh vốn tính tình thuần lương, nếu cứ tiếp tục giận dỗi cha mình như vậy,
chẳng phải để lỡ tiền đồ tốt đẹp của bản thân rồi sao? Nếu Huynh thật lòng muốn cưới ta, sao không cùng cha mình cá cược một ván, đợi lúc bản vàng đề tên rồi sẽ thành gia lập nghiệp, nước đã chảy thành sông. Như Ngọc à, vẫn là muội hiểu ta. Đợi lúc ta được đề tên bản vàng cũng là ngày dùng 8 chiếc kiệu lớn trước muội. À Sáng thật sự nói muốn đi thi võ cử sao? Dạ phải lão gia. Có điều có gì thì nói nhanh đi. Thiếu gia đã nói Như Ngọc tiểu thư đã khiến cậu ấy hạ quyết tâm, đến lúc bản vàng đề tên cậu ấy sẽ cưới Như Ngọc tiểu thư làm vợ. Cái gì? Thiếu gia còn nói là nếu như lão gia ngài không đáp ứng thì coi như chưa từng nhắc đến chuyện này. Cũng được. Những món hàng bị tổn thất hôm nay các người nhanh chóng bù vào cho ta. Vương gia, nếu tiếp tục như vậy tổn thất của chúng ta sẽ là càng lúc càng lớn hơn. Tô quý này. Vương gia, tiểu đích có tin tức. Nói. Nghe nói tên tiểu tử Tô Sáng muốn đi thi võ cử. Thật sao? Chuyện này là thật. Dương gia, ta có một món đồ tốt cho ngài đi. Cái này... cái này ta đã đặc biệt sai người điều chế ra. Nó có thể khiến người ta hưng phấn trăm lần. Nếu đem món đồ tốt này cho tên Tô Sáng dùng chắc chắn giúp hắn thi đỗ, không chút bất lợi đâu. Mẹ, con trai đem cho mẹ món bánh hoa quế mà mẹ thích ăn nhất. Mẹ nếm thử đi, xem có phải là mùi vị của trước kia không. Mẹ, con trai quyết định sẽ đi thi rồi. Cha đã đồng ý với con, chỉ cần là con thi được đứng nhất, con có thể cưới Như Ngọc về làm vợ. Mẹ, nếu mẹ có thể chứng kiến được chuyện này thì hay quá rồi còn gì. A Sáng, sao muội lại đến đây? Nghe nói huynh ở đây nên muội mới đến tìm huynh. Thiếu gia, ôi trời ơi, thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, ôi trời ơi, thiếu gia, sao cậu lại nằm ngủ ở đây vậy? Cậu mau ngồi dậy đi, chúng ta phải mau về nhà, để ngày mai còn phải đi thi nữa. Huh.
Tô Sáng này khá đó, Thi Hương đánh vào không có đối thủ. Trận cuối cùng Tô Sáng đấu Hoàng Tùng. Tên công tử Tô Sáng này coi như đã giành được khẩu khí cho Tô đại nhân rồi. Hay, đúng lắm, đúng lắm. Tô Sáng đã bị làm sao vậy? Bị sao vậy? Bị nghiện thuốc hả? Rồi. Lão xin Tô Sáng vì cầu công danh và hết thuốc viện, không từ thủ đoạn bắt lại cho ta. Đi. Lão gia, lão gia, không xong rồi lão gia. Thiếu gia có chuyện rồi. Thiếu gia cậu ấy hút thuốc viện, hiện giờ đã bị án sát sử đại nhân hạ lệnh nhốt vào đại lao của châu phủ rồi. Cái gì? Không biết là đề đốc đại nhân đến, tại hạ không nên đón từ xa. Không sao. Nghe nói con trai Tô Sáng đã bị án sát sử đại nhân nhốt vào đại lao, không biết có chuyện này không? Đứa con này của đề đốc đại nhân đúng là bôi nhọ dòng tộc rồi. Vì cầu công danh không từ thủ đoạn, lại còn chơi trò đi hút thuốc phiện kia, làm ra chuyện hại người không lợi mình này, quá là nỗi sỉ nhục của Tô phủ. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Con trai ta đang yên đang lành, sao lại dính tới thuốc phiện được? Tô đại nhân hết lòng bảo vệ con, hạ quan có thể hiểu được. Nhưng dưới sự dõi theo của trăm mắt, chỉ có thể bắt giam trước. Chuyện này ngọn nguồn ngóc cách vẫn chưa ra rõ. Nếu dựa theo trình tự tư pháp mà nói, ngươi phải thả con ta ra rồi bắt đầu điều tra lại. Hay à, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đường đường là đề đốc đại nhân, sao lại cậy quyền thế mưu lợi? Nếu như được người có lòng đến dâng cáo trạng lên cho Vạn Tuế gia, vậy thì không hay rồi. Dương gia, con trai Tô Sáng của ta vốn là trong sạch. Tô đại nhân, ông cũng thật là, bản thân thì cố gắng đi nghiêm cấm thuốc phiện, không ngờ rằng lệnh lang lại biết pháp phạm pháp. Ông không biết cách quản con của mình nên tự vấn tội mình đi mới phải chứ. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, vẫn mong Dương gia minh xét. Tô đại nhân, chắc là ông từng nghe nói một câu,
Nước quá trong thì không có cá. Chúng ta đây đúng lúc đang thiếu một trợ thủ đắc lực như Tô đại nhân, chi bằng ông khoan dung với chúng ta một chút. Bổn vương sẽ lệnh cho án sát sử lập tức thả lệnh lan ra. Tô mỗ nhân ta tuyệt đối không kết bè kết phái. Tô Quý, ông còn muốn cứu con trai của ông nữa không? Các người lợi dụng thánh ân lén bán thuốc phiện vì lợi ích của bản thân mà đẩy bách tính vào trong dũng bùn. Đợi ta cuối năm lên kinh sẽ bẩm rõ với Vạn Tuế gia, các người chắc chắn phải đền tội. Dựa vào lời nói của mình ông, Vạn Tuế gia sẽ tin được sao? Ta đã nắm được đuôi hồ ly của các ngươi rồi. Cáo từ. Ông cái gì? A Sáng sao lại có thể dính líu đến thuốc phiện được? Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó. Nhưng mà phía nhà môn nói là chứng cứ xác thực. Mọi nghe nói Tô đại nhân cũng đã hạ mình đi tìm Dương gia và án sát sử rồi, bên đó vẫn không thả người. Dương gia còn hạ lệnh nói giờ ngọ ngày mai tiến hành xử trảm. Dương gia, trong nhà Tô Quý không thu hoạch được gì. Cái gì? Vô dụng. Dương gia bớt giận, thuộc hạ đáng chết. Tô Quý vẫn chưa phô trương thành thế. Chứng cứ trong tay ông ta tuyệt không đơn giản. Tiếp tục tìm. Đào ba thước đất cũng phải tìm cho được. Rõ, Dương gia. Dương gia, Như Ngọc cô nương của tử qua lầu cầu kiến. Như Ngọc cô nương. Tham kiến Dương gia. Nè, ngồi ngồi ngồi. Cô nương đến thăm hàng xá, không biết có chuyện gì không? Như Ngọc, vì chuyện của Tô Sáng mà đến. Ủa? Dám hỏi Dương gia, có thể cho Tô Sáng một con đường sống không? Tô Sáng đã phạm pháp, mới bị án sát sử bắt giữ. Một Dương gia nhỏ bé như ta đây, cho dù muốn bợ đích cũng không được đó. Tô Sáng có phạm pháp thật hay không? Hoặc là lý do gì sao mà bị bắt? Chắc hẳn Dương gia sẽ rõ hơn ai hết. Cô đến là để nói với bổn vương chuyện này hay sao? Bổn vương còn có nhiều chuyện phải xử lý, xin lỗi không tiếp được. Dương gia, Dương gia muốn sao mới có thể đáp ứng? Nếu như Như Ngọc làm được, nhất định sẽ... Nhất định thế nào đây? Làm theo ý ngài. Lời này chính là do cô tự nói đó nha. Bổn vương không hề ép buộc cô. Hiện tại bổn vương cảm thấy vụ án của Tô Sáng còn nhiều điểm lạ. Kêu án sát sử tra rõ ràng, đừng xử oan cho người tốt.
Cha. 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 Thật đó! Bốn dương, ta muốn ngươi đền mạng cho 30 người của nhà ta. Tô thiếu gia, sao ngươi lại nói như vậy chứ? Tối qua ta đã ở cùng với lại Như Ngọc cô nương suốt đêm. Không những vậy, nếu không nhờ ta, ngươi bây giờ còn đang ăn cơm tù đó. Tô thiếu gia, ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng của ngươi như vậy hay sao? À, đúng rồi, thuốc phiện có ngon không vậy? Có điều, mắt nhìn của Tô thiếu gia quả thật rất khá. Đêm qua ta với Như Ngọc có một đêm tuyệt vời, còn phát hiện được thêm mặt dịu dàng đa tình của cô ấy nữa chứ. A-sa, đừng đánh nữa mà, đừng đánh nữa mà. Đừng đánh quên ấy nữa, cầu xin ngài. A Sa, tỉnh rồi. Sư phụ, tiểu tử thối ha, có thể nhận ra sư phụ chứng tỏ không có gì nghiêm trọng. Sư
Sư phụ biết con rất buồn. Được rồi, đều đã qua rồi. Ha. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là dưỡng thương cho khỏi, bình phục. Được rồi, được rồi. Vương gia, hiện giờ đại họa đã trừ, hàng của chúng ta lại cung không đủ cầu rồi. Khá lắm, tiểu bản, ông vất vả rồi. Có thể giúp sức cho vương gia là vinh hạnh của ta. Vương gia, nghe nói tên Tô Sáng đó đã bị giày vò, sống không bằng chết. Bổn vương cũng nghe nói như vậy. Chuyện này vẫn là nhờ diệu kế của các ông đó. Bộ dạng bây giờ của tên Tô Sáng có khác gì một người đã chết đâu chứ. Ô, đây không phải là nữ nhân hàng đầu của Tử Hoa Lầu Thẩm Như Ngọc Thẩm tiểu thư sao? Không biết Thẩm tiểu thư hạ mình tới đây tìm cái ăn mày này là vì chuyện gì vậy? Nghe nói Tô Sáng ở đây, không biết tráng sĩ có thể cho ta gặp không? À, Thẩm tiểu thư, con người Tô Sáng này chính là thiên sát cô tinh. Hắn đã khắc chết cả và còn nghiện cả thuốc phiện nữa. Cả đời này coi như phế rồi. Hay là Thẩm tiểu thư... Thánh Lập, ăn nói hàm hồ. Càng lúc càng không có trường pháp. Ừ. Ra ngoài. Thiếu sự quản giáo. À Sáng, hay, con xem ai đến đây. À Sáng. Cô nhận nhầm người rồi. Ta không phải là A Sáng gì đó. Ê, tên tiểu tử thối này. A Sáng, muội biết là muội đã có lỗi với huynh. Nhìn thấy huynh không sao, muội cũng đã yên tâm rồi. Đây là thứ mà mẹ ta đã để lại cho ta. Đó là phải trao lại cho người con dâu sau này. Cô muốn không? Tự xem đi. Muội đi trước đây. Ê, Như Ngọc cô nương, chờ đã. Tên tiểu tử thối này, con khinh rẻ bản thân tới như vậy sao, hả? Con mở mắt ra mà nhìn xem. Người đang đứng trước mặt con chính là người mà con từng nói là muốn cưới đó. Con cho rằng Như Ngọc cô nương là loại người được chim quên á đó sao? Cô ấy vì cứu con, bất đắc dĩ mới phải ở cùng với Thạc Đà. Bất luận ra sao, con cũng đã mắc nợ cô ấy. Nhìn bộ dạng bây giờ của con đi, đổi lại là người khác đã sớm chuồn đi mất rồi. Như Ngọc cô nương là vì cái gì? Con tự mình suy nghĩ đi. Con chỉ một câu không phải A Sáng thì coi như xong chuyện rồi. Con là đang trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm. Ban chủ, ngài đừng nói nữa. Sau này xin nhờ ban chủ chăm sóc Tô Sáng giúp ta. Ta xin đi trước. Như Ngọc. A Sáng,
chịu được thêm nửa tháng nữa là có thể giải được cơn nghiện rồi. A Sáng, chúng ta kiên trì thêm mấy ngày nữa được không? A Sáng. A Sáng. Sư phụ. Sư phụ, con không chịu được nữa. Sư phụ, con không chịu được nữa. Sư phụ. Sư phụ à, con thấy khó chịu quá. Sư phụ. Sư phụ. Uống. Uống nhiều vào rồi thì sẽ không nhớ được gì nữa. Uống. Tiểu tử thối, thế nào hả? Sảng khoái. Được, nhi phu hôm nay sẽ dạy con công phu trong rượu. Nhìn kỹ đây. Gần đây công phu con đã tiến bộ không ít. Nhờ có sư phụ yêu thương. Trải qua chuyện này, con đã bộc lộ được rất nhiều tài năng tuổi trẻ. Tâm tính cũng đã chững chạc hơn nhiều. Nếu không nhờ sư phụ và Như Ngọc, e là con sớm đã bị cơn nghiện dày vò đến chết rồi. Chuyện này là dựa vào ý chí của con. Con thân mang mối thâm thù huyết hải của 30 vạn người Tô gia. Đám người thật đà kết bè kết phái lén bắn thuốc viện bị cha con phát hiện, sau đó gài bẫy con khiến cho con rơi vào cơn nghiện như vậy. Giao dịch với cha con không thành, đã giết hết để trừ hậu hoạn. Món nợ này con nhất định bắt hắn phải trả. À Sáng, chỉ là dùng bạo chế bạo cũng không phải là cách duy nhất để quá giải nỗi đau trong lòng con. Không lẽ là để hắn ung dung ngoài pháp luật làm mưa làm gió sao? À Sáng, bây giờ chuyện quan trọng nhất là thu thập chứng cứ của băng phái Thạc Đà. Ta nghe nói đại thần Bài Trừ Thuốc Viện đang trên đường đến Quảng Châu này. Ngải giống với Tô đại nhân, binh công chấp pháp, cương trực công chính. Tới lúc đó chúng ta sẽ tố cáo hắn, tuyệt đối không để cho băng phái của Thạc Đà tác hoài tác quái. Chứng cứ. Thank you.
Hôm qua Tô Sáng đã về lại Tô Phủ, lấy được một túi đồ ra ngoài. Thật sao? Tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là thật. Phiên Phiên, đi đi. Vương gia, ngài có nghe nói triều đình đã phái một đại thần bài trừ thuốc phiện mới Tả Đô Ngự Sự Cố Doanh đến đây. Lúc này kiệu của ông ấy đã vào đến thành Quảng Châu. Ta nghe nói người này đại công vô tư, cương trực công chính. Ta e là sẽ phá hỏng đại sự của chúng ta. Dương gia, ngài đấy là... Cố đại nhân lần đầu đến đây, bổn dương có chút lễ mọn, biểu thị tâm ý. Dương gia, cố doanh ta là Tả Đô Ngự Sử. Dương gia làm vậy ta cảm thấy khó xử lắm. Ê, cố đại nhân nghĩ nhiều rồi. Ngài dọc đường xe thuyền mệt nhọc, đây chỉ là chút tâm ý của bổn dương đối với ngài, chỉ vậy mà thôi. Cố doanh không tài không đức, không đáng để dương gia tặng trọng lễ như vậy. Cố đại nhân nói quá rồi. Huống hồ món đồ này ta cũng đem đến rồi đó, há có lý nào ta lại phải cầm về. Cái này... Ê, cố đại nhân đừng tìm cách từ chối nữa. Vậy ta đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy. Sau này nếu có chỗ nào cần dùng đến tiểu nhân, xin cứ việc dặn dò. Ta thích kiểu người đối xử giao đạo giống như ông vậy đó. Nghe danh Dương gia là người hào phóng đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên là khí phách hơn người, khiến tiểu nhân phải kính phục vô cùng. Ông với ta làm quan một triều, chiếu ứng lẫn nhau là chuyện nên làm. Chỉ cần ông hiểu chuyện vinh hoa phú quý, ông muốn là sẽ có. Tiểu nhân sẽ làm theo chỉ bảo của Dương gia. Vậy từ nay trở về sau, chúng ta xem như là người một nhà rồi. Nhờ được Dương gia yêu quý, cố doanh ta nhất định phục tùng. Sư phụ! Sư phụ! Sáng Nhi, ta đã bất lực rồi. Như Ngọc đối với con, tình sâu như biển. Vừa rồi, kẻ tặc đến quá đột xuất, chưa kịp dẫn cô ấy chạy ra ngoài. Con nhất định phải cứu cô ấy ra. Sư phụ à, yên tâm đi.
Sáng Nhi nhất định sẽ đưa Như Ngọc về đây mà. Còn tên phản đồ Tô Khánh Lập kia và bè lũ Thạc Đà, con nhất định sẽ khuấy đảo đập ma thiên nước đông này. À Sáng, ăn mày chúng ta xưa nay là phản mạnh trừ ác, ưu tiên hiệp nghĩa. Sư phụ, ta hôm nay trao đã cẩu bổng này lại cho con. Sư phụ, thầy ta giữ chức ban chủ. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ban chủ, ban chủ, sư phụ, sư phụ, ban chủ, sư phụ ơi, sư phụ. Dương gia, xin Dương gia tha mạng. Tên Tô Sáng giáo hoạt vô cùng, nhất định đã cất giấu nó rồi. Cất giấu? Bây giờ rút dây động rừng, đám ăn mày đã chắc chắn giấu nó kỹ rồi. Người kêu ta đi đâu tìm đây hả? Xin Dương gia tha mạng, xin Dương gia tha mạng. Dương gia, vừa rồi đám người của Tô Sáng mặc dù may mắn chạy thoát, nhưng mà Thẩm Như Ngọc bị chúng ta dẫn về đây rồi. Người nói là Tô thiếu gia, Tô thiếu gia, Tô thiếu gia. Linh Đan, cô sao vậy? Họ bảo ta về nói với huynh, giờ tí sẽ trao đổi người ở rừng phía tây. Nếu như huynh không tới, sẽ giao thi thể của tiểu thư. Bọn họ còn nói huynh sẽ biết cầm theo thứ gì để trao đổi. Như Ngọc, A Sáng, túi đồ đâu? Tô thiếu gia quả nhiên rất dứt khoát. Bớt phí lời đi, mau thả người. Tô thiếu gia đừng nóng vội quá, nếu đến rồi thì từ từ thôi. Ta thấy hai người cũng xứng đôi với nhau lắm đó. Tô thiếu gia, ngài cũng ở lại đi. Ta không ngờ thứ già cỗi như Tô Quý này sau lưng ta đã thu thập được nhiều chứng cứ tới vậy. Thật là vất vả cho ông ta rồi. Vương gia, sau này chắc chắn không còn ai dám chống đối với chúng ta nữa. Vương gia, không thể không nói, lô hàng mới đến này
chất lượng rất khá. Lấy hàng cho Phương gia đi giao dịch đương nhiên phải là hàng tốt nhất. Nghe nói trong thành Quảng Châu này, số lượng người nghiện thuốc phiện càng lúc càng tăng lên mỗi ngày. Còn không phải sao? Thứ này dễ gây nghiện hơn những thứ mà chúng ta hút nhiều. Nếu người nào không kiểm soát được liều lượng, cái mạng nhỏ đó cũng sẽ đi tông. Hút nhiều thì mất mạng, nghiện rồi thì thần trí không minh mẫn. Trước đây còn có Lâm Tắc Từ hố môn tiêu quỷ thuốc, bây giờ ngay cả Dạng Tuế gia cũng tự thân khó giữ rồi. Hơn nữa, nếu cứ cố gắng vận động cấm thuốc, nhọc dân hao tài không nói, còn có thể làm thương tổn hòa khí với các nước liên bang, có lợi gì chứ? Phải đó, phải đó. Có điều, đây chẳng phải đã đúng theo ý của vương gia sao? Dùng thuốc phiện che đậy những bách tính già trẻ kia trước, sau đó sẽ từng bước khiến cho hoàng đế trở thành một con rối, cuối cùng... Để... Đến lúc đó, người được lợi là các ngươi đó. Đa tạ vương gia. Đa tạ vương gia. Tiểu bản tiên sinh, hiện giờ cái thành Quảng Châu này đều đã bị chúng ta khống chế hết rồi. Thật sự không dễ dàng. Trung Quốc có câu cổ thoại gọi là gió thổi báo giông tố sắp đến, chi bằng chúng ta nhân cơ hội này đi nhanh hơn. Không vội. Bây giờ vẫn chưa đi đến bước trực tiếp chống lại gốc rễ. Đợi đến một ngày thời cơ thực sự chín mùi rồi, để cho bọn họ thấy ai mới là chủ nhân thực sự của Đại Thành. Thật sự không ngờ được, tên Hạc Đà này vẫn là có chút thủ đoạn đó. Sau khi lôi kéo được Cổ Doanh, khiến cho kế hoạch của chúng ta nhanh hơn rất nhiều. Nếu cứ tiếp tục tiến triển như vậy, rất nhanh chúng ta sẽ có thể lập được đại công. Nè, tiểu bản tiên sinh, càng tới giai đoạn cuối này, chúng ta càng phải nắm chắc bàn thắng chứ. Yên tâm đi, tất cả đều nắm chắc trong tay ta rồi. Tiểu bản. Vương gia. Tiến triển thế nào rồi? Vẫn đang làm sạch thuốc phiện, ngày mai có thể vận chuyển đến các tiệm thuốc rồi. Đến lúc đó, ngân lượng kiếm về được đều là của vương gia ngài hết. Được. Cố Doanh là một người thông minh, không giống tên Tô Quý kia, tự mình chịu khổ. Bây giờ có sự giúp đỡ của ông ấy, mọi chuyện thuận lợi hơn trước đây nhiều. Chúc mừng vương gia. Cẩu tặc Thạc Đà, Cố đại nhân, ông đây là... Bổn vương có chút không hiểu cho lắm. Ngươi chính là con của Tô Đề Đốc, Tô Sáng à? Chính là tại hạ. Ngươi cố ý đến gặp ta là có chuyện gì?
Tại hạ dù chưa lấy được công danh, nhưng giống phụ thân chí đặt vào bài trừ thuốc, tâm nguyện của phụ thân chưa hoàn thành đã rời khỏi trần đời. Tại hạ là huyết mạch duy nhất của Tô gia, đương nhiên phải thực hiện di nguyện của phụ thân. Đại nhân, hiện giờ triều Thanh trong nhiễu ngoài loạn, bao nhiêu cường quốc lâm đe dòm ngó, muốn phân chia lãnh thổ nước ta. Băng phái Thằng Đà là uống rượu độc giải khát, đã đem thuốc phiện đến buôn bán để đạt được lợi ích của bản thân, thật quá độc ác đi. Xin đại nhân thanh toàn. Bài trừ thuốc phiện là một con đường xa, lệnh tôn ngươi cấm thuốc quá bảo thủ. Đợi ta tra rõ nguồn gốc và kho cất giấu thuốc phiện của băng phái Thạc Đà, lúc đó sẽ cần đến lực lượng ở chỗ của ngươi và nhân mã của ta dẫn đến, tiến hành bắt quả tang và quét sạch cả băng phái Thạc Đà. Hoàng thiên hậu thổ, vậy mà lại dám làm ra chuyện buôn bán thuốc phiện, bán nước cầu dinh, dùng thuốc phiện làm bách tính mê muội, mưu hại mệnh quan triều đình, còn không đưa ta chịu trói. Chỉ là một tả đô ngự sử hèn mọn, lại dám chơi đùa bổn vương sao? Ta thấy người chán sống rồi đó. Đây là kim bài do hoàng thượng ngự ban, thấy kim bài này như ngự giá thần lâm, còn đỡ gì mà không buông vũ khí đầu hàng. E là ngươi đã quên ngươi đang ở chỗ nào rồi có phải không? Dựa vào ngươi và cả đám binh lính thảm hại mà ngươi dẫn tới này, mà dám uy hiếp bổn vương sao? Ngươi thân là mệnh quan triều đình, biết pháp phạm pháp, cấu kết giặc ngoài buôn bán thuốc phiện, hại nước hại dân, ai ai cũng đều căm phẫn cả. Nếu như các ngươi đều chết hết thì ai biết được đây? Ngươi cho rằng cấu kết với Cố Doanh thì có thể bắt được bổn vương sao? Tự không có năng lực, một người đức hạnh như cha của ngươi cũng chết thôi. Chi bằng bây giờ bổn vương sẽ tiễn ngươi đi gặp cha của ngươi. Thank you.
3 tháng sau. Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu giết, con trai Tô Sáng của đê đốc Quảng Châu Tô Quý, quả cảm can đảm, suy nghĩ toàn diện. Lúc bài trừ bè phái của Thạc Đà, công lao rất lớn, lòng trẫm an ủi. Đã tra rõ, vụ án Tô Sáng gian lận khi thi, đều do Thạc Đà du quan giá quả. Con người Tô Sáng, năng khiếu thiên bẩm, tài nghệ hơn người, trẫm nghĩ chu toàn, đặc biệt khâm điểm, làm trạng nguyên võ khoa, chọn ngày lên kinh phục mệnh. Khâm thử. Thảo Dân, khâm chỉ. Ê, Tô Đại Nhân, hoàng thượng đã khâm điểm ngươi làm trạng nguyên võ khoa, nên nói là di thần tiếp chỉ mới đúng chứ. Vi thần tiếp chỉ. Ngũ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tô Đại Nhân, mời đứng dậy. Mời đại nhân. Được. Cố đại nhân. Tô đại nhân. Tháng này mới thu được hơn 1 vạn thùng thuốc phiện, tổng cộng hơn 120 vạn cân, đến hôm nay đã tiêu hủy xong toàn bộ. Được. Mọi người đã vất vả rồi. Hoàng ân khiết đảng, chúng ta coi như đã hoàn thành được sứ mệnh. Chỉ là con đường bài trừ thuốc phiện vẫn chưa đến hồi kết, còn dài và khó khăn, chúng ta vẫn cần phải gian nan lâu dài. Tại hạ tin cả nước đồng lòng cắt đứt được cả vàng. Những thứ lá độc hại phá hủy con người này sớm muộn cũng có ngày sẽ biến mất hoàn toàn. Bốn phương hùng cường muốn dùng thứ này để chia rẽ Đại Thanh của ta, tất cả chỉ là giấc mộng hoàng lương. Cũng mong là như vậy. Nhất định sẽ như vậy.